Vâng, shop em lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể anh em đam mê đi bẫy chim sẻ. Thì như cũng thấy tại thời điểm này thì có một số anh em vẫn đánh chim sẻ bình thường nhá. Nên là em lại làm tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái dòng loa WS898 hay là dòng E76 để các bác đi bẫy chim sẻ. Bên em thì nhận độ quạt đấy nhá. Xin lỗi các bác là nhận độ check bẫy chim sẻ để anh em bẫy chim sẻ. Bên em thì cung cấp đầy đủ những mẫu sào bẫy chim sẻ hay là keo bẫy chim sẻ anh em nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác những cái dòng loa để anh em đi mua về bẫy chim sẻ. Đầu tiên là cái dòng loa E76 này nhá. Đấy, dòng E76 rất là nhỏ gọn. Đấy, các bác có thể mua một cái loa E76 thẻ thì có đầy đủ độ check, một check như này, một thạch anh là 16 múi này nữa. Giá tổng như này nó rơi cả thẻ nhớ nó rơi vào hơn 500 anh em nhé, hơn 500.000 đồng. Hãy bao ship tận nhà cho nhé. Em độ sẵn cho các bác luôn. Đấy, độ thì em sẽ làm cắt cái vòng tròn ra và em sẽ độ thôi. Đấy. Hôm nay thì em sẽ xúc sáng em độ một chiếc rồi em gửi đi rồi. Đấy. Và những dòng loa như WS898 này, các bác đánh văn nghệ giải trí thì không cần độ check nhé. Đấy, hai dòng loa này. Giá là 400.000 đồng một chiếc, bao ship tận nhà, tặng các bác thẻ nhớ nhé. Nếu các bác không độ check thì chỉ có 400.000 đồng thôi. Đấy, 400.000 đồng một chiếc. Thế còn các bác mà viêm 4 độ check như này anh em nhé. Độ check em độ check em quét lỗ như này. Đấy, độ check như này thì giá là 530.000 đồng cả thẻ nhớ nhé. Đây, độ check như này các nhá. Đây. Đây là dòng loa WS898 độ check, độ một check này nhá. Và em đã quét lỗ này để nó rất là tiếng của nó ra nó rất là chất lượng. Đấy. Các bác mà không quét lỗ thì đảm bảo các bác là tiếng của nó không chuẩn bằng anh em nhá. Đây em thử test cho các bác luôn xem này. Đấy đây. Một cái dòng loa WS898 này nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Cái này thì cái điều khiển này dùng chung được anh em nhá. Dùng chung. Đấy, tiếng của nó ra kêu rất là to. Đấy. Tiếng của nó ra khủng luôn các bác nhá. Đây. Em test thử cho các bác để nắm được về cái độ check kêu nó mức độ như nào. Đấy. Tiếng của nó sẽ to và tiếng của nó sẽ check rất là chuẩn anh em nhá. Đây, tạm dừng. Đấy, bây giờ thì em sẽ test thử cái loa mà chưa độ anh em nhá. Trước lộ loa này chưa độ này. Chưa độ check để xem tiếng của nó ra sao. Để các bác so sánh nhé. Rồi. Đấy, tiếng nó sẽ bé hơn anh em nhé, bé hơn. Đấy, và tiếng nó sẽ rè hơn anh em nhé. Đấy, tiếng nó rè hơn. Nó vẫn kêu vẫn to nhưng mà tiếng của nó sẽ không chuẩn bằng tiếng độ chép được. Cảm giác này. Tiếng của nó bị rè hơn anh em nhé. Đấy, còn tiếng của nó. Rồi, tiếp theo em sẽ test thử cái loại E76 anh em nhé. E76 này. Tiếng này thì cũng rất nhỏ gọn, loa này rất nhỏ gọn anh em nhé. Phụ kiện đầy đủ anh em nhá, phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, phụ kiện đầy đủ hết. Đây. Nếu như mà các bác mà độ chép á, tiếng của nó là tiếng chuẩn luôn. Đấy, tiếng nó không có bị rè. Đấy, hoặc là nó sẽ kêu độ chép nó sẽ chất lượng hơn là chưa độ anh em nhé. Đây là cái loa bát nhôm em độ sẵn này. Loa bát còn loa cũ của nó này. Em bóc ra em độ chép vào anh em nhé. Đấy, còn các bác mà có loa rồi các bác mua lẻ cái này này. Mua lẻ một thạch anh 16 múi như này các bác có đầu nối sẵn rồi. Các bác về các bác độ thì tháo bốn nó viết ra sau ra bác cắm vào thì nó chỉ có mất cái này 150 bao ship anh nhé. 150.000 đồng bao ship. Ngoài ra thì bên em có hai loại keo màu xám và keo màu đen, keo chịu nhiệt anh em nhé. Đấy, đảm bảo các bác là siêu dính luôn. Đấy, các bác về các bác ngâm nước sôi 5-10 phút xong các bác mở ra bác kéo cho em nó thật dẻo anh em nhé, xong bắt đầu quấn lên cần. Đấy, 5 lượng một hộ này, 5 lượng 200.000 đồng anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì cung cấp cả đầy đủ các phụ kiện loa bẫy chim khác. Đấy, các bác nào còn thiếu sản phẩm nào hay có nhu cầu mua loa bẫy chim sẻ thì liên hệ trực tiếp với em nhé, để được hàng. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác.